Nhung nhảy đi mấy đứa, Nhung nhảy đi. Nhung nhảy đi mấy đứa. Ủa nhảy tới bao giờ anh? À quên quên, nhạc hay quá, nhạc hay quá. Ngay sau đây sẽ là phần nhận xét và cho điểm đến từ giám khảo Quang Trung. Trời ơi, rất là đắn đo suy nghĩ luôn á. Cả hai đội đều có những cái phần biểu diễn hết sức là tuyệt vời rồi. Trong đội Lâm Lý Hậu và Lâm Lý Hiền tươi mới anh, trẻ trung, mình thấy cái nguồn năng lượng dồi dào lắm. Nó đều không? Nhảy hay nè, đều, cực kỳ đều, hát cũng hay nữa. Cái mình coi mình hào hứng lắm. Xong rồi coi tới phần của bạn Thảo Ngân. Ngân với lại Ngân Thảo thì là một bài trình diễn cái màu hoàn toàn khác luôn. Quyến rũ, rất là uyển chuyển mà hai bạn cũng phối hợp với nhau cũng rất ăn ý. 50 điểm sẽ thuộc về ai đây? Thuộc về ai đây? 50 điểm của đàn em. Đàn trai hay đàn gái? À, ví dụ như là bây giờ nếu như mà mình không có được cái số điểm 50 điểm này á thì mình cũng phải biết là mình đã biểu diễn quá tuyệt vời rồi. Cho nên đó là một cái phần thưởng quá sức là giá trị đối với khán giả và đối với chính mình nữa. Ủa vậy? Cho nên là đừng buồn chung nha. Thì em sẽ dành tặng 50 điểm của em cho cặp đôi. Lâm Lý Hậu và Lâm Lý Hiền. Chúc mừng các bạn. Và chúng ta đã có một cuộc bứt phá ngoạn mục luôn. Tổng số điểm của các bạn là 120 điểm. Còn riêng với cặp đôi Thảo Ngân và Ngân Thảo vẫn được 50 điểm. Xin mời giám khảo Quang Trung sẽ dành tặng số tiền thưởng là 12 triệu đồng cho đội về nhất ngày hôm nay là cặp đôi Hiền và Hậu. Rồi. Chúc mừng các bạn. Tặng cho hai em. Rồi, nhớ chia với anh nha. Và đương nhiên hai cô gái xinh đẹp của chúng tôi là Thảo Ngân và Ngân Thảo cũng nhận được giải nhì nhảy Á quân ngày hôm nay trị giá 5 triệu đồng tương đương với 50 điểm. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn Quang Trung ngày hôm nay rất nhiều. Cảm xúc của Quang Trung như thế nào? Cảm thấy rất là vui tại vì em được gặp những người bạn mới rất là tài năng. Mà mình thấy được cái tài năng nó nhân đôi nên mình rất là vui anh. Mình được gặp anh là em vui nhất. Cảm ơn Quang Trung. Và cảm giác thú vị này chắc chắn không chỉ riêng mình Quang Trung đâu, mà chúng tôi tin chắc chắn rằng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay Bí ẩn song sinh cảm thấy rất là hấp dẫn. Bởi vì hiếm có một game show nào có được sự xuất hiện của các cặp đôi là những cặp song sinh. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Ngay sau đây, Hoàng Đáp Bơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.